Không cái lý do gì mà mình lại cấm những cái đoàn phim như vậy đến quay, và tôi thấy cái quy mô của cái đoàn phim nó cực kỳ lớn. Được biết là trước đây khi mà ở Bangkok thì anh cũng có tham gia những cái hoạt động mà hỗ trợ trong quá trình mà quay phim ở Bangkok, thì anh có thể chia sẻ lại chi tiết, càng chi tiết thì càng tốt về cái hoạt động lúc đó được không ạ? Đó là những cái trải nghiệm mà rất là vui, mà tôi cảm thấy là mình thật sự là may mắn khi mà mình được tham gia một lần với cái đoàn phim Hollywood. Vào khoảng tháng tháng 11 năm 2022 thì tôi vô tình tôi đọc được một cái thông tin là đang tuyển diễn viên, thì như kiểu vớ được vàng vậy. Tôi là người casting đầu tiên tại Thái Lan luôn. Sau đấy thì cũng cũng quen được cái team casting ở Thái Lan, thì họ cho biết rằng là họ cũng đang cần rất là nhiều người và họ cần tôi là giúp tìm người. Thì tôi rất là ok, tại vì tôi sống ở Thái Lan thì tôi quen từ cộng đồng người Kinh, người Thường cho đến người 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 Mông là tôi quen hết. Sau đấy thì cũng cũng nhận được kết quả casting là tôi cũng được chọn làm một cái vai diễn ở trong đấy, và tiền lương hình như là một ngày 10.000 baht thì phải. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là được đóng có vai thì chắc chắn là mình được đi với đoàn phim rồi, biết là họ đóng phim ra sao, làm phim Hollywood thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng là tôi bị cắt vai, nên là tôi nghĩ thôi xong, chắc mình chỉ làm việc cùng với họ đến cái lúc mà họ đi đóng thôi. Sau đó thì bộ phim bấm máy vào khoảng tháng 3 đấy, thì lúc đấy thì diễn viên nó có đến hơn 100 người, hơn 100 người là người Việt mình, bao gồm người Kinh, người Thượng, người Mông. Thì tất nhiên là họ phải cần một cái người quản lý diễn viên đấy và cần một người thông dịch nữa, thì tôi được chọn làm người thông dịch viên của đoàn phim. Thì tôi cũng có cơ hội gặp các anh chị là những cái người diễn viên là người Việt mình, không những ở Việt Nam qua mà cũng ở Mỹ sang nữa, những cái người mà trước đây mình chỉ thấy họ trên trên TV thôi, thấy đọc báo đài thôi, nhưng mà mình gặp họ mà họ cũng rất là thân thiện. Đặc biệt là mấy mấy anh diễn viên người Việt mình thân thiện lắm, không có kiểu bệnh ngôi sao, là đặc biệt là mấy anh diễn viên chính nhìn rất là thân thiện, còn đi chụp hình ăn uống với nhau nữa như kiểu bạn bè vậy. Cuối cùng thì tôi cũng cũng có cơ hội, cũng may mắn là đạo diễn cũng chọn cho tôi một cái vai ở trong đấy, tại vì cái bối cảnh lúc đấy là người Việt mình chạy tị nạn mà Sài Gòn thất thủ, thì người Việt mình chạy đến cái căn cứ quân sự của Mỹ thì nhà vệ sinh không có, thì tôi thấy khó chịu về cái điều đấy. Thế thì tôi đến tôi gây gổ với anh lính Mỹ, vai diễn khoảng chắc tầm khoảng 1-2 phút thôi mà họ trả cho tôi là 100 đô. À, người Việt mà ở đây anh là người tị nạn hả? À, tôi đang nói đến những cái diễn viên quần chúng thì 100% là người tị nạn, nhưng mà có một số cái vai vai diễn mà có thoại rồi có cái vai hơi lâu một chút thì họ họ tuyển từ Việt Nam qua. Một bộ phim mà cũng có rất là nhiều gương mặt người tị nạn mình ở trong đấy. Có một cái phân cảnh mà các cái diễn viên họ không thể diễn được cái khuôn mặt mà buồn mất mát khi mà họ trên cái thuyền lênh đênh trên biển ấy, họ là thuyền nhân mà. Thì có một cái chú, đó là chú cũng là cố vấn văn hóa, chú đến chú nói là các em, anh cũng là thuyền nhân đây, anh đã trải qua những cái chuyện thế này và anh trước đây là anh bị như thế này. Thì đến tôi suýt khóc, và tôi thấy sau khi anh đấy chia sẻ như vậy thì mọi người diễn được theo như cái ý của đạo diễn. Qua những cái chi tiết như vậy, tôi trên phim mà mình thấy họ diễn như vậy thôi mà tôi cảm thấy nó đau lòng. Qua cái lời kể của chú ấy thì tôi nghĩ là năm tháng 4 năm 1975 thực sự là một một cái năm mà cực kỳ đen tối với những cái người Việt. Lý do mà tôi phải chạy sang Thái xin tị nạn là năm 2017 thì cháu của tôi là Ma Seo Sùng là chở một cái anh bạn đi lên Đắk Lắk để tìm tìm thuốc chữa bệnh, nhưng mà đi lên đấy thì bị công an giữ lại. Sau đó thì họ đưa về đồn, họ bảo là buôn bán ma túy, nhưng mà họ không hề đưa ra một cái bằng chứng nào là anh này buôn bán ma túy cả, và họ giữ cháu của tôi trên đấy. Và sau 5 ngày họ nói là treo cổ tự tử, nhưng mà người thì bầm tím. Sau khi bị đánh chết thì gia đình tôi cùng các anh em cũng làm đơn kiện đơn các thứ lên từ trung ương đến địa phương mà họ không giải quyết, họ đến nhà đe dọa nhiều lần. Sau đó thì tôi cũng đi sang Philippines để tham dự cái hội nghị tự do tôn giáo, rồi tôi cũng lên tiếng là ở trường hợp của cháu tôi là nó bị như thế này. Cuối cùng tôi về, họ họ đến họ sách nhiễu và họ tìm cách họ bắt, thế ra là tôi phải chạy trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Thực ra thì trước trước khi tôi tham gia vào bộ phim thì hồ sơ của tôi đã được cao ủy phỏng vấn tái định cư rồi,
nhưng mà nó bị khựng lại ở đấy. Vì khi mà tôi tham gia cái bộ phim đấy, tôi vô tình tôi phát hiện được là một cái anh thông dịch ở văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, anh này làm việc rất gần với lại Đại sứ quán Việt Nam, làm việc rất gần với lại chính quyền Việt Nam. Thì tôi đã về tôi thu thập thông tin, thu thập hồ sơ, thì đúng, anh này là cái người thông dịch cho tôi luôn. Tôi nghĩ cái chi tiết này nó rất là quan trọng cho cái hồ sơ của tôi, tại vì một người mà được chính quyền Việt Nam cài vào và tôi đã đưa cái điều đó ra ánh sáng, thì rõ ràng là họ phải tìm cách họ trả thù. Thành ra tôi nghĩ cao ủy cũng nhận ra được cái điều đấy và họ thúc đẩy hồ sơ của tôi nhanh hơn. Khi mà phỏng vấn với Đại sứ quán Mỹ, tôi cũng chia sẻ những điều này và họ, nghĩa là họ thấy được cái điều này nguy hiểm và cũng thúc đẩy hồ sơ của tôi đi nhanh hơn.